hoa sen bên hoa từ bi nhân ái đóa hoa tâm hồn hương yêu thương kết nối tình thương tay trong tay xây tình người cầu xin Phật cứu độ người hết khổ đau. Hồi từ thiện Hoa Sen Việt khánh thành cầu số 178 do đạo hữu Nhật Tú phát tâm bảo trợ, hồi hướng phước báo cho hương linh Henry Gu, địa điểm ấp Ngọn, xã Hộ Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, khởi công ngày 16 tháng 4 năm 2024, khánh thành ngày 26 tháng 6 năm 2024. Theo lời Phật dạy, luật nhân quả là chân lý không bao giờ thay đổi. Khi người Phật tử phát tâm thành để làm điều phước thiện, giúp đời, giúp người, thì đã gieo trồng phước đức cho chính người phát tâm, thực hiện và người được hồi hướng phước báo ấy. Từ lâu, việc xây cầu, đắp đường là việc vô cùng lợi lạc cho nhiều người, nhiều thế hệ. Chúng ta cũng biết rằng nhiều nơi, nhất là các khu vực miền Tây gặp nhiều trở ngại khó khăn vì cách trở do hệ thống kênh ngòi chằng chịt. Nhiều đoạn đường chỉ đi vài trăm mét đường thẳng nhưng lại bị ngăn cách bởi những con kênh, những mương nước, sông ngòi nên người dân phải đi vòng xa đến hàng cây số. Vậy nên, việc xây dựng những cây cầu giúp cho những người dân nghèo, từ người già, trẻ con, người nông dân hay bất cứ ai cũng được rút ngắn thời gian, khoảng cách và đi lại được an toàn, nhất là trong những tình huống khẩn cấp như bệnh tật hay những lúc tiết trời, mưa bão, v.v. Trên căn bản đại bi tâm, với tinh thần kết nối từ tâm, Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt đã liên tục thực hiện hàng loạt những việc từ thiện bố thí cho những mảnh đời đau thương bất hạnh, những nạn nhân của dịch bệnh thiên tai, mỗi tháng ít nhất là 2 chuyến, hay xây dựng hàng loạt những căn nhà tình thương, khoan giếng nước sạch, xây hàng trăm các cây cầu khắp nơi giúp đỡ cho bà con đi lại được an toàn. Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Hoa Sen Việt đã đến khởi công xây dựng cây cầu số 178 do đạo hữu Nhật Tú phát tâm bảo trợ, hồi hướng cho hương linh Henry Gu tại xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Sau thời gian thi công, ngày 26 tháng 6 năm 2024, cây cầu đã được hoàn thành. Đoàn Hoa Sen Việt chúng tôi đã quay trở lại Long Phú, Sóc Trăng, tổ chức lễ khánh thành và trao tặng cây cầu cho bà con đưa vào sử dụng, trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Xin chân thành cảm niệm tấm lòng từ ái của tất cả quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý vị thiện nguyện viên đã luôn đồng hành với Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt, giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh trong nhiều năm tháng qua. Xin được hồi hướng phước báo cho tất cả quý vị và gia quyến được an vui, thành tựu, đồng hồi hướng cho muôn loại chúng sanh trong pháp giới được vô lượng an lạc. Hoa Sen Việt kết nối từ tâm, 714-892-5400. Xin mời quý vị đón xem những hình ảnh và video phóng sự từ thiện ở trang nhà Facebook Hoa Sen Việt và YouTube Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt.
Kính thưa bà con nhân dân ở ấp Thọ, xã Hậu Thạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay hội từ thiện Hoa Sen Việt của chúng tôi và gia đình của đạo hữu Nhật Tú đến đây để làm lễ khánh thành và trao tặng cây cầu số 178. Và làm được công đức này, xin hồi hướng cho hương linh an đi ngủ. Thì và chúng tôi cũng mong rằng sau khi có cây cầu với tổng cốt sắc vững vàng, bà con mình ở đây có đường đi qua lại nông thôn dễ dàng, có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Và xin chúc cho các anh em và bà con đây luôn được nhiều sức khỏe. Xin hết ạ. Thay mặt thì cảm ơn hội từ thiện Hoa Sen Việt với gia đình đạo hữu Nhật Tú đã tạo điều kiện cho cái cầu bê tông của ấp Ngọn cho bà con trong việc đi qua lại cho nó dễ dàng trong cái mùa mưa nắng, đặc biệt cái là học sinh đi đến nơi về đến chốn cũng thuận tiện. Thì thay mặt bà con cũng cảm ơn hội Hoa Sen Việt rất nhiều. Xin hết. Đời người như áng mây trôi, phiêu bồng vô định, có rồi lại không. Đã sinh giữa chốn hồng trần, nào ai tránh khỏi đôi lần tử sinh. Giờ hoàng hôn đã đâu nữa hỡi dáng hình thân thương, quyền thân tứ đại vô thường, sát na biến dịch đôi đường biệt ly. Ai về đâu nghe gió thầm thì khóc than, âm dương cách trở hai đàn, người ơi vĩnh biệt trần gian u sầu. Phân kỳ trời đổ mưa ngâu, lần chia tay cuối ai sâu hơn ai, hẹn nhau nơi chốn liên đài, hóa thai kiến Phật ngày mai vĩnh hằng. Giữa chốn hồng trần, nào ai tránh khỏi đôi lần tử sinh. Giờ hoàng hôn đã buông rơi, còn đâu nữa hỡi dáng hình thân thương, quyền thân tứ đại vô thường, sát na biến dịch đôi đường biệt ly.
chờ hai đàng. Người ơi vĩnh biệt trần gian u sầu, phân kỳ trời đổ mưa ngâu. Lần chia tay cuối ai sâu hơn ai?